Du lịch trải nghiệm khu vực Hồ Trị An, Đồng Nai ngày càng tăng thời gian gần đây. Kéo theo đó là hàng loạt dịch vụ cắm trại lưu trú hình thành tự phát. Theo lực lượng kiểm lâm cơ động, ngoài các hoạt động du lịch tự phát, nhiều hoạt động nguy hiểm xung quanh khu vực này vẫn diễn ra bất chấp quy định của cơ quan quản lý, vi phạm quy định về xây dựng, hành lang an toàn thủy điện. Lều chõng, quán ăn chen xuống lòng hồ. Với diện tích hơn 32.000 hectare, khi nước hồ rút xuống sẽ hình thành các bãi đất bán ngập rộng, kéo dài nhiều cây số. Ngoài ra, vẻ hoang sơ cùng nhiều món đặc sản của địa phương là điểm nhấn lý tưởng để các tín đồ, du lịch bụi tìm đến vui chơi, giải trí. Tại hai xã Mã Đà và Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu là nơi du lịch sinh thái rầm rộ nhất, đã có hơn 50 khu du lịch sinh thái tự phát trên đất nông nghiệp, đất bán ngập lòng Hồ Trị An. Dọc tuyến đường DT767 nối dài lên DT761, xã Mã Đà, chưa tới 10 km nhưng có gần 20 khu du lịch sinh thái, cắm trại cạnh bờ hồ đang được du khách tìm đến. Đoạn từ ngã ba Lâm Sản rẽ sang bờ đập Hiếu Liêm, xã Hiếu Liêm, các khu cắm trại được thiết kế nhà tiền chế, lều trại trên đất rừng tiếp giáp lòng Hồ Trị An. Không chỉ ở huyện Vĩnh Cửu, một số người còn tìm đến khu vực gần lòng Hồ Trị An ở các huyện Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú để đầu tư khu du lịch sinh thái, bãi cắm trại. Từ năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao khu bảo tồn xây dựng đề án du lịch chung cho cả khu bảo tồn gồm cả rừng và hồ, tuy nhiên do vướng mắc các quy định pháp luật nên vẫn chưa xong. Sắp tới, đề án phát triển du lịch được thông qua, khu bảo tồn sẽ mời gọi các nhà đầu tư đến xây dựng dự án du lịch tại Hồ Trị An một cách bài bản và tuân theo luật lâm nghiệp, luật đất đai và luật môi trường. Còn cách làm du lịch tự phát hiện nay là xâm hại đến lòng hồ nên khu sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tháo dỡ các điểm du lịch tự phát hoặc ngưng hợp đồng trồng rừng với các hộ vi phạm, ông Nguyễn Hoàng Hảo, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai nói. Bên cạnh đó, mối lo ô nhiễm nguồn nước cũng là một trong những điều nhức nhối hiện nay. Ông Nguyễn Quang Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu, cho biết lòng Hồ Trị An có hai chức năng, phát điện và cung cấp nước ngọt cho các tỉnh miền Đông, trong đó khoảng 70% nhu cầu của thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương với trên 10 triệu người. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, nên không chỉ Đồng Nai mà cả miền Đông phải giữ gìn nguồn nước cho khu vực. Mọi hoạt động gây ô nhiễm môi trường phải hạn chế. Chỉ 20 phút đi kiểm tra lòng Hồ Trị An, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm. Kiểm lâm cơ động lòng hồ cho biết, khu vực lòng hồ phụ Hồ Trị An là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt do gần cửa xả phát điện. Tại đây, người dân không được khai thác thủy sản, ngư dân không được hoạt động câu cá giải trí, nếu có sử dụng ghe hoặc thuyền đều bị cấm, nhưng tất cả những hoạt động cấm trên vẫn diễn ra. Vừa qua, đã có nhiều trường hợp thương tâm diễn ra ở đây trong quá trình du lịch tự phát của người dân. Dù có đến 2 trạm và 1 tổ kiểm lâm cơ động quản lý tài nguyên đất bán ngập khu vực lòng Hồ Trị An, hoạt động thường xuyên liên tục nhưng vẫn không thể kiểm soát hết mặt hồ rộng hơn 32.000 hectare. Do đó, cơ quan chức năng cần có những giải pháp, chế tài xử phạt cụ thể để giám sát, quản lý hiệu quả các hoạt động khu vực lòng hồ cũng như hạn chế rủi ro tai nạn đuối nước, nhất là khi mùa cao điểm du lịch đã cận kề. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.